dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của tổ quốc trước quốc hội và đồng bào cử tri cả nước tôi quốc hội chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với tổ quốc với nhân dân với hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Ai đề bạc bổ nhiệm thì quốc hội chúng ta biết rồi, để bổ nhiệm một cái vị tướng đó thì qua đúng phải đúng pháp luật quy định mà quốc hội đã ban hành các bước quy trình khi bổ nhiệm thì người ta tốt thì bổ nhiệm nhưng sau khi đó sau đó người ta vi phạm pháp luật thì xử lý đó là chuyện rất là bình thường tôi nghĩ là câu này thì thôi bộ trưởng khỏi trả lời đó. cái việc nó là vi phạm pháp luật bất kỳ ai cũng bị xử lý nhiều quá học nhiều quá không có thời gian cho các cháu chơi ngày xưa tôi đi học 3 tháng nghỉ hè là nghỉ trọn vẹn nhưng bây giờ đâu có ba tháng hè một cách trọn vẹn nữa. Tôi dám tuyên bố dõng dạc trước anh chí là tôi có ba tháng nghỉ hè trọn vẹn mà tôi có bị ảnh hưởng chất lượng gì đâu. Làm tới chủ tịch quốc hội chắc cũng được. <laughs> xin mời đại biểu Trần Văn Minh, Bộ trưởng sáng mai trả lời. Rút thẻ vàng rồi. Bộ trưởng thôi. Tôi có 3 tháng nghỉ hè trọn vẹn mà tôi có bị ảnh hưởng chất lượng gì đâu. Làm thứ chủ tịch quốc hội chắc cũng được. Xin cảm ơn Thủ tướng. Hết giờ rồi. Vâng thế chưa, hết chưa, hết chưa, có, có, thử đáng giờ. là chưa có. đại biểu chưa hỏi câu nào. bối chứng một kế hoạch đầu tư hôm nay là có xin đâu rồi? ở à đây ạ. xin mời lú giờ giải lao mấy phút xin lỗi. thân thế khủng của nữ chủ tịch quốc hội Việt Nam đầu tiên Nguyễn Thị Kim Ngân nghỉ hưu dở ra sao? Pkt Xin chào các bạn đang theo dõi PKT Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Quý vị thân mến, vào chiều 21 tháng 10 năm 2024, với tất cả các đại biểu tán thành 440 trên 440, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu thường trực Ban Bí thư Lương Cường giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Với sự xuất hiện của Đại tướng Lương Cường thì bộ máy chính quyền Việt Nam, đặc biệt là bốn vị trí tứ trụ trở nên hoàn thiện và hứa hẹn, sẽ đưa Việt Nam giành nhiều thành công trong tương lai mặc dù đã nhận được nhiều sự chờ đợi như thế nhưng khi nhìn vào bốn vị trí chủ chốt của nước ta hiện tại nhiều người lại xuất hiện cảm giác thiếu hụt khi những chiếc ghế quyền lực nhất của đất nước ta không còn có sự xuất hiện những bóng hồng thép đầy quyền uy nữa và mỗi khi nhắc đến những bóng hồng thép này người ta không thể không nhắc đến nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân người phụ nữ đầu tiên của việt nam bước chân vào tứ trụ vậy tại sao ngày ấy bà ngân có thể bước chân vào tứ trụ Điều đó được xuất phát từ tài năng hay vốn dĩ bà đã mang sẵn trong mình một thân thế khủng đủ để giúp bà dễ dàng ngồi lên vị trí này rồi. Đầu tiên hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về tiểu sử và quá trình công tác của đồng chí Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Giờ đây dù bà đã gần bước sang độ tuổi hơn 70 nhưng đôi mắt sắc sảo, sự kiên trung và bản lĩnh trên nghị trường vẫn khiến nhiều người nể phục. Họ và tên Nguyễn Thị Kim Ngân, ngày sinh 12 tháng 4 năm 1954, có một điều đặc biệt về xuất thân của bà Ngân được rất nhiều người quan tâm và hỏi rằng bà là con của ông to bà lớn nào, hãy có xuất thân chính trị khủng khiếp ra sao. Nhưng nếu nghe được những điều này thì có lẽ bạn sẽ bị sốc vì bà Ngân được sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng tại xã Châu Hòa, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Khi có mẹ là bà Nguyễn Thị Sang mất năm 2006, tên thường gọi là Má Sáu, là cơ sở bí mật của cách mạng tỉnh Bến Tre, Trước năm 1975, song thân của bà đều hoạt động cho mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Do cha bà thoát ly hoạt động, bà do mẹ nuôi dưỡng và cho ăn học trong vùng kiểm soát. Nhờ được nuôi dưỡng đào tạo bài bản nên sau này bà Ngân đã có một bảng thành tích học vấn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Một điều xuất chúng khác từ nữ chủ tịch Quốc hội rằng bà có chuyên môn và đường học vấn vô cùng xuất sắc. Chuyên môn nghiệp vụ cử nhân chuyên ngành tài chính ngân sách nhà nước. Sau đó, bà còn trở thành thạc sĩ kinh tế và cử nhân chính trị với trình độ tiếng Anh loại C. Tóm tắt quá trình công tác của nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có thể nói ngắn gọn như sau. Từ tháng 8 năm 1975 đến tháng 2 năm 2076, từ năm 21 tuổi, bà đã là nhân viên văn phòng ban kinh tài khu 8. Sau 11 năm, vào tháng 4 năm 1987, phó phòng tổ chức hành chính tổng hợp và từ đây đường quan lộ của bà Kim Ngân thực sự rộng mở. Năm 1990, bà Ngân là phó giám đốc sở tài chính vật giá. Chưa đầy một năm sau, bà đã là quyền giám đốc sở tài chính vật giá và chính thức làm giám đốc sở tài chính vật giá ngay sau đó. Từ tháng 4 năm 1995 đến tháng 3 năm 2001, bà ghi dấu ấn mạnh mẽ hơn khi là Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Bộ từ năm 1996 đến 2002, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan Kinh tế Trung ương, từ 1996 đến 2002, năm 2002 sau đúng 27 năm công tác, bà chính thức được bầu làm ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9, Thứ trưởng Bộ Tài chính. Từ đây, đường chính trị của bà Nguyễn Thị Kim Ngân có những dấu son vô cùng đặc biệt. Khi vào ngày 23 tháng 7 năm 2011, bà được Chủ tịch Quốc hội đề cử làm Phó Chủ tịch Quốc hội. Tháng 5 năm 2013, tại Hội nghị Trung ương 7 khóa 11, bà được bầu bổ sung làm Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng cùng với bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân là thành viên nữ thứ hai trong Bộ Chính trị khóa 11. Sau đó, đến ngày 31 tháng 3 năm 2016, sau khi nhận được sự tin tưởng gần như tuyệt đối của Quốc hội, bà Ngân đã nhận được vinh dự trở thành Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12. Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13, Bà được bầu làm chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, bà trở thành nữ chính khách Việt Nam đầu tiên giữ các cương vị này. Đồng thời cũng là người đầu tiên thực hiện quy định tuyên thệ khi nhậm chức. Đó chính là bảng thành tích đáng tự hào của nguyên chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Vậy cụ thể thì trước khi lên đến chức Chủ tịch Quốc hội, bà Ngân đã để lại những dấu ấn đặc biệt gì mà lại có thể khiến Quốc hội tin tưởng và đưa bà trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên ngồi lên một trong bốn vị trí tứ trụ đầy quyền lực của đất nước. Hãy tiếp tục theo dõi để không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Dấu ấn nữ kiệt sứ dừa Nguyễn Thị Kim Ngân trước khi trở thành Chủ tịch Quốc hội Đường quan lộ của bà Nguyễn Thị Kim Ngân trước khi trở thành nữ chủ tịch quốc hội đầu tiên vào năm 2016 phải nói là gian nan. Bà đã đầu tư toàn bộ trí lực vào các vị trí được bổ nhiệm. Cụ thể, trước khi có được niềm tự hào được bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân là nữ chủ tịch quốc hội đầu tiên, hẳn phải có những lý do cực kỳ chính đáng. Bà Ngân đã từng có vinh dự giữ chức phó chủ tịch quốc hội vào năm 2011 thậm chí khủng khiếp đến mức bà Ngân đã được bầu vào bộ chính trị nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp tại đại hội đảng lần thứ 12 và được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất giới thiệu ứng cử vị trí người đứng đầu cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được đánh giá cao ở sự sắc sảo, quyết đoán trong các phiên điều hành Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đặc biệt là phiên thảo luận kinh tế xã hội cuối năm. Cứ nhìn vào những câu hỏi hay những màn điều hành Quốc hội đủ hiểu bà Ngân ở đẳng cấp thế nào? Ai đề bạc bổ nhiệm thì quốc hội chúng ta biết rồi để bổ nhiệm một cái vị tướng đó thì qua đúng phải đúng pháp luật quy định mà quốc hội đã ban hành các bước quy trình khi bổ nhiệm thì người ta tốt thì bổ nhiệm nhưng sau khi đó sau đó người ta vi phạm pháp luật thì xử lý nói chuyện rất là bình thường tôi nghĩ là câu này thì thôi bộ trưởng khỏi trả lời đó. cái việc nó là vi phạm pháp luật bất kỳ ai cũng bị xử lý nhiều quá học nhiều quá không có thời gian cho các cháu chơi ngày xưa tôi đi học 3 tháng nghỉ hè là nghỉ trọn vẹn nhưng bây giờ đâu có 3 tháng hè một cách trọn vẹn nữa tôi dám tuyên bố dõng dạc trước các chị là tôi có 3 tháng nghỉ hè trọn vẹn mà tôi có bị ảnh hưởng chất lượng gì đâu làm thức chủ tịch quốc hội chắc cũng được <laughs> Xin mời đại biểu Trần Văn Minh, Bộ trưởng sáng mai trả lời. Rút thẻ vàng rồi. Bộ trưởng lưu ngắn thôi. Tôi có 3 tháng nghỉ hè trọn vẹn, mà tôi có bị ảnh hưởng chất lượng gì đâu. Làm thích chủ tịch quốc hội chắc cũng được. Xin cảm ơn Thủ tướng, hết giờ rồi. Vâng. Hết giờ. Hết giờ. Hết giờ. Có. Có một Thấy tỷ đáng là chưa có. Đại biểu chưa hỏi câu nào. mua trứng một kế hoạch đầu tư hôm nay là có xin... Đâu rồi? À đây ạ. À. Xin mời Lú giờ giải lao 7 phút xin lỗi. Trong thời điểm đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Quốc hội từ giữa năm 2011, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã có rất nhiều các hoạt động tích cực. Ngoài ra, bà Ngân cũng thường xuyên gặp gỡ động viên các gương điển hình người tốt việc tốt. Còn nhớ khi ở cương vị Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bà Ngân từng phối hợp với các cơ quan ban ngành lập cầu hàng không đưa toàn bộ lao động Việt Nam có nguy cơ mắc kẹt ở cuộc chiến Libya cuối tháng 2 đầu tháng 3 năm 2011 về nước an toàn, một việc chưa bao giờ có ở Việt Nam và nữ bộ trưởng đã có mặt tại sân bay Nội Bài ôm hôn tặng hoa những người lao động ngày trở về. Cũng trong thời gian này, câu chuyện về bà Nguyễn Thị Kim Ngân đi tìm ân nhân theo di nguyện của mẹ về người bác sĩ đã giúp đỡ mẹ bà mua các loại thuốc kháng sinh sốt rét, bông băng y tế thuốc đỏ sát trùng để bí mật chuyển ra căn cứ cho cách mạng phục vụ thương binh khiến nhiều người dân rời nước mắt phát biểu trong ngày hội ngộ với ân nhân trong chương trình như chưa hề có cuộc chia ly lúc đó bộ trưởng kim ngân rất xúc động cho biết đất nước chịu nhiều đau thương qua chiến tranh hầu như gia đình nào cũng có chia ly bất cứ cuộc chia ly nào cũng đều mất mát không thể nào quên trước đó khi còn là bí thư tỉnh ủy hải dương bà nguyễn thị kim ngân đã được người dân nơi đây đánh giá rất đặc biệt khi nói về bà người hải dương nhớ ngay đến hình ảnh người phụ nữ giản dị đội nón lá dáng cao nhanh nhẹn đi trên đường quê đứng trước ruộng lúa bên vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng hồ hởi trò chuyện với bà con về chuyện làm ăn người nông dân hải dương gọi bà là cô ngân chị ngân bà ngân và cả em ngân tùy mức độ tình cảm và tuổi tác của họ đối với bà nhưng có một nét chung nhất là đều toát lên vẻ gần gũi thân yêu và quý mến trong khi đó ở quê nhà bến tre bà ngân vẫn được người dân gọi là nữ kiệt sứ dừa và truyền tai nhau những câu chuyện rất cảm động về một nữ cán bộ cao cấp mang đậm phong cách và tâm hồn nam bộ và sứ dừa bến tre quê hương của bà chính vì những thành tích và dấu ấn khủng đó nên vào năm 2016 bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã trở thành người phụ nữ đầu tiên của Việt Nam được vinh dự ngồi lên chiếc ghế Chủ tịch Quốc hội cũng rất nhiều sự kỳ vọng của nhà nước và nhân dân lời tuyên thệ đầy hùng hồn trước Quốc hội và người dân cả nước dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của tổ quốc trước quốc hội và đồng bào cử tri cả nước tôi quốc hội chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với tổ quốc với nhân dân với hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó Sau khi nhận được sự tin tưởng của Quốc hội vào sáng ngày 31 tháng 3 năm 2016, tại hội trường Diên Hồng Quốc hội khóa 13 đã bầu Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tuyên thệ nhậm chức trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi nguyện nỗ lực rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Quốc hội và nhấn mạnh, kể từ giờ phút này tôi luôn khắc ghi lời tuyên thệ của mình trước Quốc hội để thực hiện đúng đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Quốc hội theo luật định. Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, phát huy truyền thống tốt đẹp của những người đi trước, Chủ tịch sẽ cùng với Ủy ban Thường vụ Quốc hội lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân chân thành cảm ơn Chủ tịch Quốc hội tiền nhiệm Nguyễn Sinh Hùng và thay mặt Quốc hội kính tặng nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bó hoa tươi thắm cùng với những tình cảm chân thành, trân trọng về những đóng góp đầy tâm huyết và trách nhiệm của nguyên chủ tịch quốc hội gần 5 năm qua gắn bó hoạt động của nhiệm kỳ quốc hội khóa 13. Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân kính chúc nguyên chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sức khỏe, hạnh phúc và luôn theo dõi, góp ý cho hoạt động của quốc hội. Vì sao miễn nhiệm nữ chủ tịch quốc hội đầu tiên của Việt Nam Đúng vào ngày 30 tháng 3 năm 2021, Quốc hội chính thức biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa 14, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử Việt Nam bằng hình thức bỏ phiếu kín. Lý do được đưa ra theo thanh tra chính phủ đưa tin, đó là việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia với bà Nguyễn Thị Kim Ngân do yêu cầu bố trí sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng và nhà nước sau Đại hội 13 của Đảng nhằm tạo sự đồng bộ trong công tác cán bộ. Tuy nhiên bên cạnh đó có 15 đại biểu không tán thành và 5 đại biểu không biểu quyết thông qua nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu được Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia mới. Đáng chú ý khi kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín cho thấy trong 473 phiếu hợp lệ có 9 phiếu không đồng ý miễn nhiệm bà Ngân. Và như thế ở tuổi 67 bà chính thức về hưu và được đánh giá là trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, bà Nguyễn Thị Kim Ngân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáng chú ý trong sự nghiệp bà ba lần đứng đầu về phiếu tín nhiệm cao. Trong thành công chung của Quốc hội, theo các đại biểu bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã thể hiện ấn tượng với vai trò chủ trì điều hành nhất là phiên họp quan trọng để cùng tập thể không ngừng đưa hoạt động Quốc hội đổi mới hiệu quả. Sự đánh giá cao thể hiện ở việc bà đứng đầu về phiếu tín nhiệm cao trong cả 3 lần Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm vào các năm 2013, 2014 và 2018. Và mới nhất, trong lễ tang của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thay mặt bộ chính trị gặp mặt các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng nhà nước vào ngày 15 tháng 8 năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng xuất hiện là một trong những đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng nhà nước được truyền thông chú ý, bà vẫn giữ nét sắc sảo của một nữ tướng chính trị dù tóc đã điểm bạc nhưng phong thái của bà vẫn toát lên khí chất bản lĩnh có thể giờ đây bà đã an dưỡng tuổi già vui thú điển viên bên con cháu vì đã dành cả cuộc đời vì nước vì dân nhưng đôi mắt ấy mỗi lần nhắc đến đất nước công việc lại toát lên những khí tiết và chất riêng mà ít người có được xin chúc bà sức khỏe bản lĩnh thép của nữ chủ tịch đầu tiên của quốc hội việt nam và không sự phụ ủy thác của nhà nước và nhân dân dành cho mình Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 đã diễn ra đại thành công với những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực từ lập pháp, giám sát, quyết định vấn đề quan trọng của đất nước đến ngoại giao, nghị viện gắn liền với thành công của nhiệm kỳ Quốc hội mà là dấu ấn đậm nét của vị nữ chủ tịch đầu tiên của Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân. Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13 với 472 trên 484 số phiếu tán thành, chiếm 92,5% tổng số đại biểu Quốc hội. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm, chính thức trở thành Chủ tịch mới của Quốc hội Việt Nam và là nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử nước ta. Trải qua nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 dưới sự chỉ đạo điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sự nỗ lực của các đại biểu Quốc hội Quốc hội khóa 14 đã thể hiện ngày càng sâu sắc là hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc, tư duy sáng tạo đổi mới mạnh mẽ, linh hoạt, quyết đoán nêu cao tinh thần trách nhiệm, hành động vì lợi ích của nhân dân của đất nước. Hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng và đối ngoại, thể hiện rõ vị trí vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một nhiệm kỳ thành công đã dần khép lại. Nhìn lại hoạt động của nhiệm kỳ bên hành lang quốc hội, các vị đại biểu quốc hội chia sẻ ấn tượng đậm nét đối với vị nữ chủ tịch quốc hội đầu tiên trong lịch sử nước ta. Đại biểu Phùng Đức Tiến đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hà Nam Khóa Quốc hội 13, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân là Phó Chủ tịch Quốc hội, phụ trách khối kinh tế trong đó có Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội mà khi đó tôi là phó chủ nhiệm ủy ban. Có thể nói đây ấp những kỷ niệm, những dấu ấn nhưng sang khóa 14 với cương vị là nữ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã xử lý và điều hành một khối lượng công việc khổng lồ. Tôi đặc biệt ấn tượng với nữ Chủ tịch Quốc hội trong chủ trì, điều hành rất ấn tượng của Chủ tịch Quốc hội. Trong các phiên họp toàn thể, phiên chất vấn tại Quốc hội Thông qua các phiên điều hành của nữ Chủ tịch Quốc hội, lượng thông tin rất nhiều, thời lượng vừa phải nhưng mà đã đưa ra tất cả những kiến nghị của cử tri, những yêu cầu của đại biểu để giải quyết công việc góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chính là gương mặt tiêu biểu đại diện cho phụ nữ Việt Nam với sự quyết đoán, hiểu biết uyên thâm ở nhiều lĩnh vực. Dưới sự lãnh đạo điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội khóa 14 đã làm tốt chức năng nhiệm vụ của Quốc hội trên cả ba lĩnh vực xây dựng pháp luật, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Kết quả này góp phần quan trọng vào sự phát triển thịnh vượng của đất nước, được cử tri và nhân dân cả nước ghi nhận đánh giá cao. Đại biểu Nguyễn Thanh Hải, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, có thể nói qua tiếp xúc cử tri, qua phản ánh của cử tri rất nhiều năm nay khi tôi còn làm ở vị trí trưởng ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thì cử tri đánh giá rất cao sự năng động, sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết của nữ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Theo đặc biệt ấn tượng, sự điều hành của nữ Chủ tịch trong các phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã điều hành rất mạch lạc, rất dễ theo dõi và Chủ tịch cũng đã nêu ra vấn đề cũng như giải quyết vấn đề rất khoa học, linh hoạt, được cử tri theo dõi và đánh giá cao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đại biểu, có những cử tri đã tâm sự rất chân tình, có câu hỏi đặt ra đối với bộ trưởng hay trưởng ngành thì bộ trưởng trưởng ngành mặc dù làm trong lĩnh vực đó nhưng mà chưa nắm bắt nhanh kịp thời về vấn đề bằng chủ tịch quốc hội. Qua đó cho thấy cử tri đánh giá rất cao vai trò điều hành của chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Và cá nhân tôi thấy rằng nữ chủ tịch quốc hội có một sự mềm mại uyển chuyển, không gây sự căng thẳng trong phiên chất vấn nhưng kết quả vẫn đạt được như mong muốn. Điều này cũng thể hiện đặc tính của người phụ nữ Việt Nam là lạt mềm buộc chặt. Nhiều nội dung chất vấn rất là gay gắt nhưng lại dịu xuống và đi đến kết quả cuối cùng là giải quyết được vấn đề. Tôi và cử tri cũng đánh giá cao vai trò của nữ chủ tịch Quốc hội về việc điều hành công tác chung đối với Hội đồng các dân tộc, các cơ quan của Quốc hội. Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội đã có nhiều đổi mới dấu ấn to lớn. Nếu trước đây các phiên giải trình tại các ủy ban không phải là nhiều, liên tục nhưng trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, các phiên giải trình tại Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội Đối với các vấn đề nổi cộm ví dụ như vấn đề sách giáo khoa, thi cử cũng đã được Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tiến hành hay vấn đề ô nhiễm môi trường, khói bụi than đã được Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường tiến hành phiên giải trình. Kết quả này có được là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và giá trị của các phiên điều trần đã được nâng lên rất nhiều tạo dư luận tốt trong xã hội, cử tri và cá nhân tôi cũng đánh giá cao việc tổ chức hoạt động giám sát trong nhiệm kỳ. Nếu giám sát thường thực hiện theo kế hoạch chương trình định sẵn và được thông qua vì có những vấn đề nổi lên giữa hai kỳ họp lại chưa nằm trong chương trình kế hoạch, do vậy trước đây việc tổ chức các đoàn giám sát khó khăn, nhưng trong nhiệm kỳ, Quốc hội khóa 14 dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, giám sát các vấn đề nổi lên giữa hai kỳ họp đã được nữ Chủ tịch Quốc hội đặc biệt quan tâm. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chỉ đạo các vấn đề để làm sao có quá trình giám sát thực tế và chương trình giám sát linh động hiệu quả hơn, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội. Bà đã nâng tầm một nữ lãnh đạo vượt ra khỏi những định kiến phân biệt giới tính, thậm chí thể hiện bản lĩnh của một nhà lãnh đạo xuất chúng. Dấu ấn trong công tác đối ngoại không chỉ để lại những dẫn tượng sâu sắc với các đại biểu quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong công cuộc đối ngoại của đất nước. Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, hoạt động đối ngoại của Quốc hội khóa 14 được triển khai hiệu quả, đóng góp quan trọng vào thành công chung. Hoạt động đối ngoại của Quốc hội đã đảm bảo nguyên tắc đường lối đối ngoại của Đảng phát huy tốt vai trò quan trọng của đối ngoại nghị viện, đóng góp vào thành công chung của việc thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, nhà nước, đóng góp duy trì môi trường hòa bình ổn định cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đặc biệt, bà là người đầu tiên khai phá và hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin hoạt động đối ngoại, xây dựng trang thông tin điện tử quốc hội bằng tiếng Anh. Top những câu nói hay nhất của cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Khi còn là Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bà Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu đầy mạnh mẽ trong hội nghị triển khai công tác ngành lao động thương binh và xã hội ngày 28 tháng 12 năm 2008, bà đề nghị các giám đốc sở cần đổi mới cách thông tin như phản ánh nhanh bằng điện thoại, thư điện tử. Cần đổi mới như phản ứng nhanh bằng điện thoại, email chứ không cần bay ra Hà Nội báo cáo. Tiếp đó, trong lần đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội ngày 31 tháng 5 năm 2008, bà Nguyễn Thị Kim Ngân khi đó là Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đụng ngay vấn đề nóng, đình công. Khi có xảy ra tranh chấp cần sử dụng cơ chế đàm phán thương lượng, đình công phải là biện pháp được lựa chọn cuối cùng. Hay khi đã là Phó Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói ngày 16 tháng 7 năm 2014 trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chúng ta cần thẳng thắn với nhau, hạn chế của cơ quan soạn thảo nào, dự luật nào, nội dung nào, cơ quan thẩm tra luật đó hạn chế gì, phó chủ tịch quốc hội nào cũng phải chịu trách nhiệm, bà Ngân nói. Hoặc một lần khác, phó chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu như vậy tại phiên thảo luận về kinh tế xã hội ở Quốc hội sáng ngày 3 tháng 11 năm 2015 khi đại biểu phản ánh để được công nhận tiêu chuẩn xã đảo cho 17 xã đảo tỉnh Kiên Giang đã phải bỏ ra gần 1,5 tỷ đồng để làm 17 DVD phim về các xã đảo mỗi phim 15 phút. Xử lý ngay vụ làm phim mới được công nhận xã đảo. Và khi nói trong phiên làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi sáng ngày 14 tháng 8 năm 2014, bà Ngân khi đó cũng đã có phát biểu đầy chấn động. Bây giờ cứ trúng đại học là thôi nghĩa vụ quân sự, trượt đại học thì lại đi du học. Có thể nói với những chiến công hiển hách, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc chúng ta có thể khẳng định bà nguyễn thị kim ngân chính là một nữ chính trị gia xuất sắc bậc nhất trong lịch sử việt nam với sự nghiệp chính trị thành công của mình bà ngân không chỉ trực tiếp ghi tên mình vào những trang sử huy hoàng của dân tộc mà thành công ấy của bà còn là những lời khẳng định đanh thép nhất về bản lĩnh và tài năng của những người phụ nữ khi họ luôn sẵn sàng gánh trên mình những trọng trách cao cả mà tổ quốc giao cho và tỏa sáng rực rỡ trên chính những trọng trách đó giống như cái cách mà bà nguyễn thị kim ngân đã từng làm khi còn ngồi trên chiếc ghế chủ tịch quốc hội vậy